2015. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ giải B, giải SVRK giữa đội tuyển Chi Đoàn Nghi Quốc Sinh và đội tuyển Liên Quân K4 K15. Trận đấu hiện sẽ mang đến nhiều tình huống gay cấn hài hước. Đá biên cho Nghi Quốc Sinh. Trong trận đấu ngày hôm nay, đội tuyển Nghi Quốc Sinh có sự phục vụ của Messi Cup, đó là cầu thủ Đức Văn, cầu thủ có thân hình không quá tuyệt vời với tình huống nguy hiểm. Bóng đi vào khung thành của thủ môn Thái Hưng, tình huống nguy hiểm, người có khả năng giữ bóng rất tốt. Tình huống nguy hiểm, sút, tình huống nguy hiểm nữa trong trận đấu. Cú dứt điểm là của Nghiêm Tức, bóng đi rồi. Rất lộn xộn. Thi đấu theo mô hình VAC. Rất tốt. Của Liên Quân, huấn luyện viên Nguyễn Thế Anh. Nguy hiểm. Được bàn đúng không? Đi bóng rất dẻo. Cú dứt điểm. Phản công cho đội tuyển Liên Quân. Cút dứt điểm. Không vào. Dứt điểm. Bảo Huân được rút ra, thay vào đó là Nguyễn Tự. Quả mở rất sát, Đức Văn, dứt điểm, không vào. Ở mùa giải trước, Đức Vĩ cũng là thủ thành chính của đội tuyển Nghi Quốc Sinh. Vào! Một cái vào, vào rồi, bàn thắng đầu tiên dành cho đội tuyển Liên Quân. Bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay, người lập công là Đồng Quy. Trận đấu của thứ hai của trận đấu được bắt đầu. Tỷ số bây giờ là hiện tại bây giờ là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Liên Quân. Đã biến sắc khu vực khung thành. Rất tốt, bóng hơn được can thiệp. Rất dẻo. Hồng Quân mất bóng một. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Wow. Nhưng với những tinh thần trẻ khỏe các cầu thủ Liên Quân. Đức Văn rất dẻo, dứt điểm vào rồi của Huy Liêm. Huy Liêm đã tạo nên đột biến đầu tiên, bàn thắng đầu tiên của anh trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số được san hòa 1-0. Không thể tung ra cú dứt điểm. Ta xử lý khá tích cực của anh. Bên cạnh của bóng dứt điểm không vào. Phối hợp Dương Giang dứt điểm không vào. Rất chắc chắn. Tỷ số đã được nâng lên thành 2-1. Trăm Hà, một ngày trong ngày hôm nay các cầu thủ đã lên đỉnh những 2 lần. Và bây giờ cái điều như thế, tỷ số là của Đức Sĩ. Bóng đi chứ, Đức Bằng đỡ bóng, Đức Sĩ bóng, tiếp theo khá nguy hiểm. Số đã được san hòa 2-0. Rất tốt. Đức Sĩ, dứt điểm. Dứt điểm. Không. Thân hình lật đật của Đồng Quyên hiện đang di chuyển khá linh hoạt. Làm gì đây Đức Quang? Rất dẻo. Anh giao bóng từ phần sân khu vực sân nhà, không dứt điểm vào một cú sút quá mạnh, anh dứt điểm một cú sút cao.
đừng giới thiệu. Trận thi đấu đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về phía các cầu thủ nghiên cứu sinh. Trận thi đấu sôi nổi đặc biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các buổi tường thuật trực tiếp lần sau.